Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi canh thân, sinh năm 1980. Hai thần đồng Ấn Độ tiết lộc rằng, tuổi canh thân 1980, được ơn trên che chở, làm đâu thắng đó, càng làm, càng giàu, tiền tiêu sái tay đúng tháng 12 âm lịch năm 2022 này. Vâng, thưa quý vị mệnh chủ thân mến, trong thế gian này, ai sinh ra cũng cầu mong cho mình được số mệnh yêu ái, chiếu cố nhiều một chút, cuộc sống không phải vất vả, khổ cực, mà mọi việc sẽ luôn được thuận lợi suôn sẻ, hạnh phúc, và giàu có. Đây là hai điều mà con người phải dành cả đời để phấn đấu đạt được, thế nhưng, con người lại không được chọn số mệnh, trời sinh mỗi người sẽ có bát tự khác nhau, giờ sinh khác nhau, gia cảnh khác nhau, cho nên vận mệnh cuộc đời cũng khác nhau, khi thời vận không thông thì mọi mong cầu chỉ như muối bỏ biển. Tử vi vận mệnh nói rằng, trong số 12 con giáp, thì bản mệnh tuổi canh thân, sinh năm 1980, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường, thời trẻ chịu nhiều túng thiếu, cực khổ, nợ nần, thậm chí là bất công, chèn ép, nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Đang cơn bi cực được phúc tinh chiếu cố, trời chỉ điểm vận số giàu to, tài lộc phất lên như diều gặp gió, khiến canh thân đổi đời tức khắc, sau một đêm, giàu có hết phần thiên hạ. Vậy tháng cuối năm 2022 có phải là thời điểm bùng phát thần tài và quý nhân sẽ ban phát cho bản mệnh những món quà bất ngờ gì? Tất cả sẽ được minh đường tử vi tiết lộ chi tiết qua luận giải sau đây. Xin mời quý vị mệnh chủ hãy cùng chú ý theo dõi các nội dung chính được giới tiên tri hiệp lực với giới tử vi luận giải trong phần tử vi tháng 12 âm lịch cho tuổi canh thân gồm có. Thứ nhất là tử vi sự nghiệp của tuổi canh thân, thứ hai là phần tử vi tài lộc, thứ ba là luận tử vi về tình duyên và gia đạo. Thứ tư là tử vi về sức khỏe của canh thân trong tháng 12 âm lịch. Thứ năm là phần tử vi và cẩm nang vượng vận của mệnh chủ canh thân, theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Thứ sáu là tuổi sông đất tốt và xấu với tuổi canh thân trong năm 2023, giúp gia chủ cả năm may mắn vạn sự thuận lợi, làm ăn tấn tới. Và cuối cùng đó là từ sau tuổi 44 tuổi, có ba việc canh thân nhất định phải tránh xa mới mong không gặp tai ương, cuộc sống về sau mới được an yên, ổn định. Thứ nhất là luận giải tử vi sự nghiệp của tuổi canh thân trong tháng 12 âm lịch. Theo những ghi chép trong lá số tử vi, tuổi canh thân nhận thấy rằng tháng 12 năm 2022 âm lịch này mệnh chủ may mắn được nguyện lệnh lâm đế vượng ủng hộ, nên phương diện sự nghiệp rõ ràng có những biến chuyển tích cực. Con giáp này sẽ thấy rằng mọi việc thuận lợi, và suôn sẻ vô cùng, bạn đạt được nhiều lợi thế lớn lao, không chỉ nhờ vào may mắn, mà chủ yếu là nhờ vào năng lực của chính bản thân bạn. Một số dự án bị trì trệ hoặc là gặp trục trặc trước đó đều sẽ được khơi thông ổn thỏa, trong tháng này, ngay cả những sai sót phát sinh trong thời gian trước đây cũng sẽ được bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp để thay thế, nhờ vậy bạn có thể được cấp trên đánh giá rất cao bởi năng lực của chính bản thân mình, được tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tất nhiên, áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào đi đến thành công mà trải toàn hoa hồng và thảm nhung cả song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được những thứ mà mình mong muốn kể cả đôi khi bạn có thể đưa ra những ý tưởng bốc đồng song không thể phủ nhận khả năng của chính bạn dù khối lượng công việc vào cuối năm khá là lớn nhưng không vì vậy mà các bạn canh thân nao núng bởi bạn biết cách phân chia mức độ ưu tiên cho từng hạng mục và thực hiện tuần tự từng bước một có điều cần phải lưu ý rằng mức độ cạnh tranh trong công việc sẽ ngày càng cao nhất là thời điểm giáp tết như thế này thì bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình tránh lo chuyện bao đồng kẻo vướng vào bẫy thị phi ảnh hưởng đến chính uy tín cá nhân của mình nhìn chung mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn, kết quả đạt được cũng rất là tốt, hứa hẹn những mức đãi ngộ xứng đáng vào cuối tháng và cuối năm nhâm dần này. Tuy nhiên thì, bản mệnh cũng sẽ phải vất vả chạy ngược chạy xuôi mới hoàn thành được công việc, chứ thành công không tự nhiên mà có và dễ dàng như kiểu, có từ sơn trời rơi xuống. Ở độ tuổi ngoài 40 thì bạn đã không còn mê hoặc nữa, đây là độ tuổi đã có kiến thức và kinh nghiệm phong phú cho mình, vì thế nên đối với những việc diễn ra trong xã hội, phải có chính kiến rõ ràng, kiên định không còn nghi ngờ, làm tới đâu thì hưởng tới đó, vậy nên bạn đừng bao giờ ngừng nỗ lực, chỉ cần có quyết tâm, thì sẽ có thể theo đuổi bất cứ một mục tiêu cao xa nào của mình tới cùng, và đạt được thành quả xứng đáng. Thứ hai là Luận giải từ vi tài lộc của tuổi canh thân trong tháng 12 âm lịch theo tử Vi Phương Đông cho biết, mặc dù công việc bận rộn và rất nhiều áp lực, song tuổi canh thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng mức thu nhập vô cùng lý tưởng trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này. Tháng 12 âm lịch ngoài tiền lương chính, bạn còn có thêm các khoản thu phụ khác như là tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền doanh thu, và quà tặng nữa. Nhìn chung là tuổi canh thân trong tháng này, có thu nhập rất dồi dào, tiền tiêu không phải đắn đo suy nghĩ gì cả, có điều thì, bạn cũng chớ thấy nguồn thu tăng tiến mà ôm tâm lý là cả năm chỉ có một cái Tết mà chi tiêu quá thoáng tay. Từ vi tháng cảnh báo rằng, bạn cần hết sức đề phòng có tiểu hao hung tinh gây hao tốn tiền của, cần phải tiết chế ham muốn mua sắm, hạn chế những món đồ không cần thiết, tránh rơi vào tình trạng tiền vào tay rồi lại đội nón ra đi. Với những người kinh doanh, buôn bán thì có một tháng thu nhập vô cùng khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng dùng rỉnh, một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời, bạn yên tâm đón Tết cùng gia đình, chi tiêu thoải mái mà vẫn có khoản tích lũy, thậm chí là có những người còn thu được cả tiền tỷ về tay những người kinh doanh, buôn bán, thì để thúc đẩy tài khí tăng mạnh, thu hút nhiều may mắn, về tiền bạc hơn nữa, bạn có thể đặt ở cửa hàng biểu tượng mèo thần tài, và vị trí đặt tượng mèo chiêu tài phù hợp nhất là ở hướng bắc cửa hàng, và cửa hiệu, hoặc là phòng khách của bạn. Thứ ba là Tử vi tình duyên gia đạo của tuổi canh thân trong tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng quý sửu, vận trình tình cảm của các bạn canh thân đang dần ổn định hơn trước, không có quá nhiều biến động hay là chuyện buồn phiền nữa dù là người độc thân hay là người đã có vợ có chồng đều sẽ nhận được tin vui khi bước sang thời điểm tháng mới này tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm những trải nghiệm ngọt ngào sẽ khiến đôi trái tim xích lại gần nhau hơn đôi bên đã hiểu nhau hơn và ai cũng biết cách để nhường nhịn nửa kia và điều đáng mong đợi đó là trong tháng này bạn và đối phương sau một thời gian tìm hiểu sẽ bàn tính tới chuyện cưới xin niềm vui càng được nhân lên khi bạn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh các cặp vợ chồng phải đi làm ăn xa vẫn luôn giữ niềm tin sẽ có ngày gia đình đoàn tụ, vì thế tình cảm ngày càng mặn nồng chứ không hề phai nhạt theo năm tháng. Với những người đã lập gia đình, vợ chồng luôn biết cách yêu thương và quan tâm tới người bạn đời của mình, cùng nhau vun vén tổ ấm hạnh phúc của chính mình, không khí Tết cận kề càng khiến cả nhà sum vầy, ai cũng vui vẻ sắm sửa đón mừng năm mới các bạn độc thân dù vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp nhưng không vì thế mà chạnh lòng thay vào đó bạn dành thời gian cho sự nghiệp cũng như quây quần bên người thân bạn không muốn cưỡng ép trong chuyện tình cảm nên cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và phần luận giải tiếp theo mà thầy tử vi muốn chia sẻ với quý vị đó là phần luận giải về tình hình sức khỏe của bản mệnh canh thân trong tháng cuối năm nhâm dần này Phương diện sức khỏe của các bạn canh thân, thì rất may mắn, không có gì đáng lo ngại trong tháng cuối cùng của năm này, bệnh nặng không có, bệnh vật cũng ít hơn, có điều là vì dành quá nhiều thời gian cho công việc, nên bạn có thể lơ là chuyện nghỉ ngơi và ăn uống, những thói quen xấu như là bỏ bữa, thức khuya vậy bạn cần phải quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tuy nhiên muốn có một nền tảng thể chất khỏe mạnh bạn nên hiểu là chỉ ăn uống khoa học thôi thì chưa đủ đâu các bạn canh thân cần chú ý chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày thì mới có thể cải thiện được tình hình và tốt hơn hết là trước khi đi ngủ các bạn hạn chế sử dụng điện thoại hoặc là lướt các trang mạng xã hội như vậy thì các bạn sẽ có một giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn đấy như vậy thì sức khỏe của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều phần luận giải tiếp theo là phần tử vi và cẩm nang vượng vận phát tài của bệnh chủ canh thân, theo 10 ngày trong tháng 12 âm lịch. Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, cụ thể từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 12 âm. Bước sang 10 ngày đầu tiên của tháng 12 âm này, người tuổi canh thân độc thân, bắt đầu với những tin vui về tình duyên, người ấy và bạn cuối cùng đã thừa nhận tình cảm của mình với đối phương, và quyết định tiến tới về chuyện tiền bạc, đầu tháng là lúc để bạn tăng tốc, cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh, đều đón cát khí tăng vượng, nhất vào thời điểm này, thực thần sẽ cho nguồn tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như xét về công việc thì bạn lại có những bước thăng trầm đầu tháng, có những lúc bạn muốn buông bỏ tất cả, bởi quá mệt mỏi, may là nhờ các tinh nâng đỡ, nên mới bước tiếp, gái có công và chồng chẳng phụ, và chính công sức bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, con giáp này chớ xúc nổi, bạn sẽ dần khẳng định được năng lực của mình là hoàn toàn xứng đáng thời điểm vàng trong tháng là 2 ngày trước ngày mùng 7 âm. Hướng may mắn là hướng Tây Bắc và hướng Đông, và khi kết hợp với tuổi quý nhân của bạn là tuổi Thìn, tuổi Mão thì chắc chắn thành công. Con số phát tài là số 7, 82 và 16. Tử vi 10 ngày giữa tháng 12 âm lịch từ mùng 10 đến ngày 20 tháng 12 âm và tiếp nối tử vi 10 ngày đầu tháng 10 âm, thì 10 ngày giữa tháng của con giáp tuổi canh thân khá là may mắn, bạn nhận được rất nhiều lời khen ngợi về nhan sắc, cũng như là sự thể hiện xuất sắc trong công việc, và đừng từ chối những lời khen đó, và xem đó là động lực để bạn tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, có thể vẫn có những thời điểm mọi việc vẫn không thực sự suôn sẻ, có nhiều rắc rối liên quan đến mối quan hệ xảy ra, thậm chí có lúc bạn lóe lên hy vọng rồi thì mọi thứ cũng bị dập tắt ngay lập tức. Tuy nhiên, đừng vội lo vì những ngày giữa tháng 12 âm này, vận trình của bạn khá hanh thông, thoải mái, thiên ấn sẽ mang lại cho bạn niềm vui sáng tạo trong những việc mình làm. Lời khuyên dành cho bạn trong thời gian này đó là đừng vì vui hay say mê làm việc quá mà quên việc chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình. Có thể lúc vui bạn làm quên cả ăn, quên cả ngủ, nhưng việc này đang ảnh hưởng rất lớn tới thể lực của chính bản thân bạn đấy vận trình tình cảm của con giáp canh thân trong lúc này khá là tốt, nhiều cặp đôi tận hưởng tình yêu trọn vẹn, và nhân cơ hội này ra mắt họ hàng hai bên. Đối với những người độc thân, thì đây là cơ hội tốt để gặp gỡ, giao lưu, và tìm kiếm một nửa đồng điệu. Thời điểm vàng trong tháng là hai ngày trước rằm tháng chạp. Hướng may mắn là hướng đông nam, và chính đông, kết hợp với các tuổi quý nhân của bạn là tuổi thìn, tuổi mùi, thì chắc chắn thành công. Con số phát tài 74, 39 và 28. Tử vi 10 ngày cuối tháng 12 âm lịch từ ngày 20 đến ngày 30 Tết. Người tuổi canh thân sẽ có một kết thúc năm 2022 đầy thuận lợi, do được thiên ấn và chính quan chiếu mệnh, bạn nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên tuy nhiên bạn chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo thích làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến yêu cầu của cấp trên chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận trong khoảng thời gian cuối tháng này có thể bạn sẽ vượt qua nhiều khó khăn vất vả để kiếm tiền nhưng khoản dư giả mà bạn nhận được ắt hẳn sẽ khiến cho bạn rất hài lòng theo tử vi 10 ngày cuối năm của 12 con giáp cho thấy, chuyện tình cảm của tuổi canh thân có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian này, bạn và người ấy có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, dù có khó khăn xảy ra, đôi bên cũng thường xuyên trò chuyện và sẻ chia cùng nhau, sắm sửa, bàn bạc cho những kế hoạch trong ngày Tết. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy, người này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, bạn còn là người giỏi ăn nói nữa, nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều người khác. Người độc thân hãy tin tưởng nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình, để phát triển mối quan hệ, chúc cho bạn Tết này sẽ có một tình yêu tuyệt vời, và ra mắt được gia đình của mình nhé. Thời điểm vàng trong tháng là đúng ngày Tết ông Công, ông Táo. Hướng may mắn là hướng Bắc và Tây Nam, kết hợp với tuổi quý nhân là tuổi thìn, tuổi canh thân 1968 và kỷ hợi 1959. Con số may mắn là số 58, 73 và 26. Phần tiếp theo là về tuổi sông đất tốt và xấu cho tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm Quý Mão 2023. Trong đầu năm mới Quý Mão 2023, các tuổi sông đất hợp với tuổi canh thân 1980 bao gồm các tuổi.

ngoài ra tuổi canh thân 1980 không nên chọn các tuổi như mậu tuất 1958 quý mùi 1943 canh tuất 1970 mậu ngọ 1978 ất sửu 1985 mậu thìn 1988 canh ngọ 1990 canh thìn 2000 mậu thân 1968 kỷ hợi 1959 sông đất năm 2023 sẽ làm giảm may mắn công việc luôn gặp khó khăn và trắc trở trong năm tới và phần luận giải vàng, ngày hôm nay đó là, từ sau tuổi 44 có 3 việc canh thân nhất định phải tránh xa mới mong không gặp tai ương, cuộc sống về sau mới được an yên, ổn định, trên đời này. Có hai thứ chúng ta chỉ có thể bất lực nhận lấy mà không thể ngăn cản, đó là thời gian và tuổi tác. Thời gian cứ trôi đi và tuổi tác ngày một tăng, con người ta cũng theo đó mà ngày một trưởng thành, cùng lối suy nghĩ ngày một thấu đáo hơn, đặc biệt là giai đoạn từ sau tuổi trung niên bước qua tuổi 40, nghĩa là chúng ta đã chính thức bước sang một ngưỡng cửa khác của cuộc đời và khi đã ở giai đoạn này mỗi người đều cần ghi nhớ rằng có những việc cần hết sức tránh để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và gia đình, cụ thể là ba việc dưới đây. Thứ nhất là không làm những việc lì lẫy cá nhân mà bất chấp tất cả. Ở độ tuổi ngoài 40, người ta bắt đầu có cái nhìn rõ ràng về thế sự, biết phân biệt những việc nên và không nên làm. Tuy nhiên, cũng có những người dù hiểu rõ mà vẫn bất chấp lý lẽ đúng đắn để lựa chọn con đường sai trái vì lợi ích cá nhân, họ không từ thủ đoạn làm biết bao chuyện xấu xa, nhưng lưới trời lồng lộng, sớm muộn cũng phải trả giá ác giả ác báo, luật nhân quả chưa bao giờ sai. Hơn ai hết những người 40 tuổi càng cần hiểu rõ đạo lý này, trên thực tế khi gây tổn hại cho người khác để thu lợi cho bản thân, nhiều người nhất thời bị lợi ích cám dỗ đến mê muội mà quên đi cái giá phải trả sau này. Vậy nên bước vào tuổi trung niên, bạn kiên định với công việc và trách nhiệm vốn có của mình, thay vì cắm cổ chạy theo lợi nhuận kéo theo những biến cố không nên có, đó mới là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của giai đoạn này. Thứ hai, không làm những việc tổn hại đến sức khỏe bản thân con người khi đến tuổi tứ tuần sự nghiệp đang ở thời kỳ thịnh vượng thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh phong độ nhưng thật ra sức khỏe đã dần xuống cấp nếu vẫn tiếp tục cuộc sống buông thả thì thật có lỗi với bản thân và gia đình tất cả chúng ta đều biết một sự thật hiển nhiên rằng sức khỏe chính là vốn liếng quý giá nhất của mỗi con người đặc biệt đối với lứa tuổi trung niên chúng ta càng cần phải hết sức coi trọng sức khỏe bởi lúc này trên vai của người trung niên đang phải gánh vác là cả gia đình, già trẻ, lớn bé, một khi không còn sức khỏe thì người sống khổ sở nhất không ai khác chính là người thân bên cạnh chúng ta. Thứ ba là không ngoại tình khi bước vào tuổi trung niên gia đình và sự nghiệp của một người có thể nói đều đã tương đối ổn định thế nhưng gánh nặng trên vai vẫn còn đó những nặng nề trong khi cuộc sống hàng ngày trở nên tẻ nhạt sờn cũ con người ta có có xu hướng nổi loạn khó tránh khỏi những cám dỗ bên ngoài dẫn đến lầm đường lạc lối không thể tự mình thoát ra vậy nên ở giai đoạn này bạn nên đặt hết tâm sức vào việc kiếm tiền thay vì đổ vào những mảnh tình bên ngoài cánh cửa gia đình nếu được như vậy, thì cuối cùng mọi thứ đều nằm trong tay bạn, không những thế, bạn có thể tích lũy sung túc cho tuổi già, thật đúng là một việc vô cùng tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và anh chị tuổi canh thân đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi, chúc quý anh chị luôn may mắn, bình an, giàu sang, và hạnh phúc, có một năm 2022 đầy ý nghĩa, và bước sang 2023, bứt phá, phát tài, và giàu sang, phú quý. Nếu quý anh chị yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video, thông tin mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.